Em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu gần xa. Nếu anh chị đang cần kiếm những mẫu sedan hạng B vừa có thể chạy gia đình vừa có thể kinh doanh dịch vụ đời cao và tầm tiền dưới 400 thì ngày hôm nay em An sẽ mang đến cho chị hai mẫu xe đó, một chiếc xe màu bạc và một chiếc xe màu trắng. Một cặp xe sedan hạng B rất là trẻ trung hiện đại và đây là những mẫu xe mà đã được chủ cũ lên khá nhiều đồ chơi rồi. Vâng, đó chính là hai mẫu Hyundai Accent số sàn và đây là bản tiêu chuẩn đấy chị nhá. Màu bạc 2019, tên tư nhân một chủ từ đầu, đã được chủ xe lên mâm, ghế da, màn hình, lót sàn, rất là đầy đủ đồ chơi rồi. Tiếp theo một chiếc Accent bản tiêu chuẩn nữa 2020, cũng là tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu, màu trắng. Và chiếc xe này chủ xe cũng đã lên sẵn cho chị ghế da, màn hình Android rồi, thì thiếu bộ mâm thôi. Và chị cùng nhìn ngắm một vòng hai mẫu xe này, một cặp xe Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn với tầm tiền rất là hợp lý, chỉ dưới 400 triệu là chị đã có một cặp xe hạng B đời còn cao và chất lượng tuyệt đối. Đấy, mỗi sản phẩm bán ra siêu thị ô tô Bình Dương sẽ cam kết với chị là xe không đâm đụng, thủy kích, tai nạn và không đưa chị nhau. Và chị quan tâm về hai mẫu xe này thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương số 1968 ngã Bao, xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe chị nhau. Đấy, vừa anh chị vừa nhìn ngắm sơ qua một vòng hai mẫu xe này. Và những chiếc xe này thì em An đã đánh bóng rửa dọn sạch sẽ cho chị rồi. Khi mà chị lên xem xe có thể là lái xe về luôn. Rồi, em An giới thiệu ngay vào chiếc màu bạc 2019 này. Và em xe này thì hiện tại giá mà siêu thị ô tô Bình Dương đang limit là 365 triệu đồng cho mẫu này. Và em này đã được chủ xe lên mâm phay, lên mâm phay chị nhá. Đó, bản tiêu chuẩn 2019 đã được chủ xe lên mâm phay rồi. Các chi tiết như là tay chén cửa này, về mưa, phim cách nhiệt thì cũng đã được lên sẵn rồi. Đây, em xe này là một chiếc xe mà chủ cũ họ vào rất nhiều đồ chơi. Lớp sơn thì cực kỳ là đồng nhất, không bị lệch màu, đồng ngáng, những cái đường thẳng vẫn còn nguyên đây chị nhá. Đây, và đây là một chiếc xe mới đi, chủ xe đang lăn bánh hơn 50.000. Và em An nghĩ là ô đô cũng khá là tương đối chị nhá. Các chi tiết như là phần cụm đèn pha này sẽ là halogen, bản thiếu sẽ là halogen và vẫn được trang bị cho chị đèn gầm sương mù. Em này thì đang đeo biển số 70 Tây Ninh luôn. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn 2019. Tất cả là dàn vỏ và bộ mâm này đã được thay hết rồi chị nhá. Thay mâm mới cho chị luôn, mâm phay, nguyên bản chỉ là mâm sắt thôi. Đấy, đây là một chiếc xe mà em An thấy là chủ xe họ vào đồ chơi cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, khá nhiều tiền đồ chơi, cũng mấy chục triệu. Đấy, Accent bản tiêu chuẩn 2019. Tiếp tục chúng ta cùng quan sát đến phần đây. Trên đây thì cũng đã được vào anten vây cá mập rồi chị nhá. Anten vây cá mập. Xe này khá là liền lạc và đẹp luôn. Đây, không gian nội thất chủ xe cũ đã lên sẵn cho chị bộ ghế da màu kem kết hợp màu đen. Các chi tiết còn nguyên bản, đăng kiểm thì còn đến tháng 6/2023 chị ạ. Đây, lót sàn bậc lên xuống ghế da. Bên trong này thì vẫn còn nguyên bộ ghế lỉ zin theo xe chị ạ. Đây, vô lăng là tích hợp này. Đấy, và màn hình OLED cũng đã lên sẵn rồi. Đấy, màn hình OLED lên sẵn rồi. Hộp số sàn 6 cấp với chị nhá. Xe đẹp, chất xe liền lạc và rất là ok. Màn hình này chị có thể zoom mạng được. Accent mẫu B mà đánh giá của em An là một chiếc thiết kế đẹp và option miên man. Hốc gió điều hòa thì sẽ không được trang bị ở đời này anh chị nhá. Đây, các chi tiết là còn mới nguyên bản, lót sàn 6D đã lên. Cam kết tuyệt đối về vấn đề đâm đụng, thủy kích, tai nạn và bao check test cho chị ở những sản phẩm bán ra. Phần khoang hành lý phía sau để anh chị quan sát, ở bản này thì sẽ vẫn được trang bị cụm đèn hậu sau là bóng halogen. Và bản này thì sẽ không có cảm biến re anh chị nhá, nhưng mà đã có camera lùi tích hợp sẵn rồi, nên là anh chị đi mình cũng rất là ok thôi, đã cam lùi tích hợp sẵn rồi. Đây là không sợ vấn đề là va chạm. Cái này thì chủ xe họ dán những cái chi tiết này lên, mình có thể bóc ra nhá. Xe thì mới chưa có dọn, là vừa dọn xong. Đây vẫn còn những cái vấn đề này, bỏ ra thôi. Accent bản tiêu chuẩn, sơ cua này thì cũng đã hạ rồi. Chưa hạ luôn anh chị nhá, sơ cua chưa lăn luôn. Đấy, rất là ok đấy ạ. Có sơ cua chưa lăn cho mẫu này. Hyundai Accent các chi tiết là nguyên bản, không đụng chạm tháo mở gì cả. 2019 bản tiêu chuẩn 365 triệu đồng thôi. Màu bạc thì thường thường là khách hàng sẽ lựa chọn ít hơn so với màu trắng. Quan sát phần gầm xe để chị thấy được một chiếc xe như thế này, đúng không ạ? 2019 và mẫu này đang là 365 triệu. Tiếp tục sang chiếc màu trắng bên đây, em này là 2020, cũng là tên tư nhân một chủ đầu và đây là một chiếc xe biển Tây Ninh. Xe này thì trước chủ xe có đăng ký dịch vụ một thời gian nhưng cũng không chạy quá nhiều. Chất xe thì còn cực kỳ đẹp anh chị nhá. Màu trắng thì thường thường quý hàng lựa chọn hơn rất là nhiều, màu trắng đẹp hơn, dễ đi hơn đúng không ạ?
Đấy, em này thì vẫn được trang bị là mâm sắt nguyên bản. Odo hiện tại là 6,5 vạn chị ạ. Mâm sắt nguyên bản vậy mà đã thay 4 vỏ mới rồi. Mâm sắt nguyên bản này 2020. Các tay cửa này thì chủ xe họ đã dán cái đề ly lông anh chị nhá, lên là theo thời gian nó bị ố vàng này. Để mà sẽ bóc về nó sẽ như mới thôi. Đây là chiếc xe mà chủ cũ họ cũng rất là kỹ, những cái hõm hõm cửa này cũng dán đề can hết này, dán ly lông hết này, chống xước. Đấy. 4 vỏ mới tinh. Đây. Hàng ghế sau thì có sẽ có hốc gió điều hòa. Những cái bậc lên xuống này thì chủ xe họ cũng đã dán chống trầy xước hết rồi. Cái này mình bóc ra thì mới lắm, nhưng mà Behrmann đang để nguyên như vậy. Bậc lên xuống này, ghế ra, hốc gió điều hòa. À, bọc trần ni lông luôn cho anh chị rồi. Đấy. Tất cả những chi tiết là nguyên bản nhé. Keo chỉ khung xương là nguyên bản, em ăn cam kết. Tất cả cabo là cốp hay là bốn cánh cửa thì tuyệt đối là không mất phần keo phần chỉ nào. Đấy là nguyên bản nha chị nhá. Bao tuyệt đối rồi. Đấy, sản phẩm Yaman bán ra thì phải là chuẩn chất lượng. Đây, những chi tiết này là dán hết rồi anh chị nhá. 2020. Đấy, xe này thì sẽ có hốc gió điều hòa ghế sau 65 ngày. Trần ni lông, vô lăng tích hợp. Những cái mẫu này thì Odo nó sẽ tương đối thôi, Yaman sẽ không dám bao anh chị nhá. Nhưng quan trọng nhất là chất xe đẹp, liền lạc và không lỗi. Đấy. Ok, tất cả bốn quả vỏ này là đã mới thay, mới tinh cho anh chị rồi nha. Đấy. Hyundai Accent số sàn bản tiêu chuẩn 2019. Mọi chi tiết là nguyên bản, bốn quả vỏ mới thay, đăng kiểm thì còn đến tháng 9 năm 2023. Đấy, bốn vỏ mới thay, mâm cũng mới này. Em này thì những cái miếng tre này cũng mới ha. Cái này thì mình có điều kiện mình vào bộ mâm nó khoảng 6 triệu là ok rồi. Đấy, anh chị nhìn dàn ngoài bên ngoài này, ok đúng không ạ? Tất cả là liền lạc và cân đối đúng không ạ? Không, tuyệt đối là không đâm đụng. Cái đấy là em ăn bao tuyệt đối rồi. Đây cho chị tham quan phần bên trong luôn. Đó. Sạch sẽ đúng không ạ? Mọi chi tiết những cái táp bi cửa này sạch sẽ. Hai mẫu này thì đều có thể hỗ trợ bóc góp được. Đây là ví dụ như là ai chị mình muốn góp banh thì mình có thể lên trực tiếp em ăn để được tư vấn nhé. Vấn đề trả góp banh thì nó sẽ có những cái điều kiện để vay. Đây là khi mà anh chị mong muốn để làm góp thì anh chị lên xem xe trực tiếp để mình thương lượng với nhau. Rất là dễ dàng thôi. Đấy. Accent bản tiêu chuẩn 2020. Tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Đấy. Rồi, tiếp tục phần khoang hành lý này. Tuyệt đối là sẽ không đâm đụng vào đây chị nhá. Đâm đụng một phần trong này thì em ăn. Tuyệt đối là không thu mua những cái sản phẩm mà nó đâm đụng. Hầm bánh nguyên bản. Đấy. Các chi tiết keo chỉ này hay là những cái ốc này là nguyên bản, chưa tháo mở đây. À, một chiếc xe nguyên bản là một chiếc xe nó sẽ không bị tháo mở hay là chạy lại keo chỉ hay là đinh bấm khung xương nó ảnh hưởng. Sơn dặm thì rõ ràng khi chúng ta đã xác định mua một chiếc xe đã qua sử dụng rồi thì vấn đề sơn dặm là vấn đề rất là khó tránh được. Bây giờ chúng ta sẽ ra tham quan phần động cơ của hai mẫu xe này. Động cơ của hai mẫu xe này, động cơ là 1.4 thì mức tiêu nhiên liệu của Accent nó sẽ dao động đâu đó khoảng 6 lít hơn đấy chị nhá. Đây, động cơ của hai em này. Đấy. Đây, em An đã mở lên rồi. Màu bạc là 365 triệu. Đấy, máy đây, nguyên bản nhé. Tuyệt đối là những chi tiết máy chưa tháo mở. Và em An cam kết về vấn đề thủy kích hay là đại tu động cơ hay là hộp số. Ok, đấy, nguyên bản. Đấy, anh chị có quyền check test nhé. Bên đây là máy của em 2020 đây. Tất cả những chi tiết máy nó cũng rất là nguyên bản hết. Đây là chiếc xe mà Behrmann đã spa rồi, sạch sẽ cho anh chị rồi. Rửa lại cái máy cho mới tinh cho anh chị. Đó. Anh chị có thể quan sát nhé. Mình chưa hiểu đâu hoặc mình có thắc mắc gì mình cứ inbox vào hai số line, em An sẽ tư vấn cho chị rõ ràng về vấn đề xe cũ tại bên em An, chính sách bảo hành cũng như là về vấn đề mua trả góp hay là vấn đề mình mua tiền mặt rút nhập hồ sơ sao. Rồi, 375 triệu cho em Accent số sàn bản tiêu chuẩn lên đủ đồ chơi 2020 và 365 triệu cho em 2019 cũng lên đủ đồ chơi. Anh chị quan tâm về một cặp xe Accent nhà em An thì hãy lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương số 1968 ngã Bao xã Đường tỉnh 743B khu phố Đông Tân, Gia Bình Dương. Một lần nữa cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi em An. Xin hẹn gặp lại chị ở những video tiếp theo. Xin chào.